Em còn một con Kun Lock 3205 này thì em bán nhiều rồi, loại này em bán nhiều. Cái con này thì em có màu xanh nổ rồi nha mọi người, này em có màu xanh nổ, ý là máy chưa có dọn, nó chưa có nổ, nhưng mà nếu mà mình màu xanh cho máy coi thử biết lửa nó có sống rồi không, thì em màu xanh nổ rồi nha. Tại vì cái con này để cũng lâu rồi, tháng trước rồi sao em có quay video màu xanh nổ rồi. Làm xích đây đây, làm xích đẹp nha. Con này còn 4 tấc. Lúc làm Kun Lock này vệ sinh ra khá là đẹp. Này 3 máy cc. Này Kun Lock này mọi người biết không? Này em xả cho mọi người 800.000 nha. Con này em để cho 800, không bao ship nha. Anh em nào về dọn bán lại hoặc là về dọn dùng cũng được ha. Máy là em bao đủ đồ chứ không có bao hết nha mọi người. Giá thì em xả rồi, không có bớt nha. Không bao ship nha. Giá là 800.000 không bao ship. Mua thì hình thức giao dịch thì mình thanh toán em mới gửi hàng nha mọi người. Rồi, chào cô chú anh chị nha.